Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của bên điện máy Ruby của chúng tôi. Tiếp tục ngày hôm nay thì bên điện máy Ruby của chúng tôi xin lên một cái cấu hình dàn âm thanh sân khấu cho một cái anh khách yêu cầu. Đây là một cái đơn hàng VIP mà bên chúng tôi đang làm, và chúng tôi sẽ có một clip demo đánh trên một cái dàn âm thanh như vậy. Nó là một cái cấu hình rất là VIP nha mọi người. Thì anh em nào quan tâm thì chúng ta có thể là đăng nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục mình theo dõi những clip mà chúng tôi sẽ giới thiệu thêm những cái sản phẩm mà chúng tôi sẽ giới thiệu. Đây là một cái dòng loa mà chúng tôi đã nghiên cứu và chúng tôi đã chuẩn bị phát triển và sẽ tung ra thị trường. Và đây là một cái đơn hàng VIP và đơn hàng đầu tiên mà chúng tôi sẽ tung ra cái dòng loa này cho một anh khách. Rồi, thì bây giờ mình cũng xin nói chi tiết về chút xíu một cho anh em được biết. Đây là cái dòng loa Array 30 đôi. Array 30 đôi thì bây giờ hôm nay mình sẽ làm đúng chuẩn của Array 30 đôi luôn nha mọi người. Thì như trước mắt các bạn là đang được thấy, đây là cái dòng bass chép neo. Bass neo và chép neo. Chép neo này là chép neo 450. Chép neo 450 và đây hai chép trên một họng Array. Đây các bạn đang được thấy hai chép trên một dòng Array và một cặp hai cái bass neo. Đây, đúng chuẩn của một cái Array 30 đô luôn nha mọi người. Đúng nghĩa của nó luôn. Rồi thì về bên những cái dòng bass và dòng chép thì bên mình cũng không cần nói gì thêm nữa. Chủ yếu hôm nay là mình sẽ giới thiệu thêm cho mọi người được biết, đây là cái dòng loa Array mà bên chúng tôi đã nghiên cứu và chúng tôi sắp sửa tung ra thị trường cho các anh em gần xa được biết và sử dụng tới nó. Thì như về những cái dòng loa, dòng chép, dòng bass, dòng chép thì bên được công ty quốc tế Triều Nhật Ruby của chúng tôi nhập về và được chúng tôi là bán ra ở trên thị trường. Thì so với một số đơn vị khác ở trên thị trường, cái màn bass này nó chỉ có 2 vân cho chúng ta mà thôi này. Đấy, cái màn bass này nó chỉ có 2 vân mà thôi. Nhưng mà bên công ty của chúng tôi làm riêng biệt để cho nó đồng bộ với cái những gì mà chúng tôi đã nghiên cứu, thì chúng tôi làm cái màn 3 vân. Thì cái về bên cái màn 3 vân thì như thế nào thì chắc hẳn anh em cũng được biết rồi. Còn như về cái dòng chép này, đây còn như cái dòng chép này, cái phi của nó, cái phi của nó là gần như là hơn 450, nhưng mà mình chỉ sử dụng gọi là thông thuộc cho anh em dễ dàng nói là 450 thôi. Nhưng mà nếu như mà so ra thì hai cái thằng 450 này với những cái dòng 450 ở trên thị trường đang có thì cái phi của nó lớn hơn đó. Còn như cái cụ từ của nó là đúng chuẩn là 3 sen luôn nha mọi người, từ cái miệng từ lên đây ở đúng 3 sen luôn. Rồi ok, thì bây giờ còn như ở bên trong, thì bên trong thì bên mình cũng được đi theo đồng bộ với nó là cái mặt phân tầng của nó. Thì đúng mặt phân tầng của nó thì bên mình cũng nói với các bạn rất là nhiều rồi, thì mình cũng không nói gì thêm nữa. Nhưng mà cái gì nó cứ đi theo đồng bộ với nó là nó sẽ đẹp và nó sẽ hay hơn so với những cái trâu ông này mà cắm cọc bà kia. Đấy là cái tránh cái tình trạng như vậy. Rồi nếu như được, anh em có thể đến cái địa chỉ của bên chúng tôi là 393 Lũy Văn Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, Hồ Chí Minh, để chúng ta là trải nghiệm về những cái chức âm mà bên cửa hàng điện máy Ruby của chúng tôi kết hợp với một cái số kỹ thuật viên của bên nước ngoài để nghiên cứu và phát triển ra những cái dòng loa riêng biệt so cho bên cái điện máy Ruby của chúng tôi. Thì đây, bên trong thùng thì được gắn mút bông tăm đầy, rất là đầy đủ, và tất cả các ốc vít này kia thì được bắt bằng lục giác hết. Còn như về cái thùng thì được bên được đóng và sản xuất ở trong nước thôi. Còn như về cái chất liệu gỗ thì rất là chắc nha, chất liệu gỗ thì được nhập từ Malaysia về và đóng ở trong nước thôi. Còn như về cái dòng bass chép này kia thì được mặt phân tầng này kia thì được bên chúng tôi nhập riêng biệt về. Mình lên cái đơn hàng cấu hình này là 8 cái loa Array 30 đôi, 8 cái loa Array 30 đôi và kết hợp những cái bộ phận khác giống như là sub thế này thế kia để cho nó lên một cái cấu hình VIP cho anh khách. Thì mình đang lên một cái cấu hình, thì bên mình bây giờ đang ráp vào và sẽ làm một cái clip giới thiệu một cái cấu hình dàn khoảng cho anh khách này. Rồi thì rất mong quý vị và các bạn xem cái clip, full clip này bên chúng tôi để chúng tôi sẽ giới thiệu thêm được cho các bạn được biết. Đây là cái dòng bass chép neo, đồng bộ neo hết nha mọi người. Thiết kế sườn xương cá cho chúng ta rất là đẹp, và cái màn giấy thì được kết hợp với màn giấy thủy tinh rất là nhiều, thì cho cái độ bền của nó rất là ok hơn. Vâng, cái dòng chép này thì được thiết kế theo là coi dây dạc. Vâng, hôm vừa trước thì có một cái anh khách ở dưới Phương Lâm Định Quán lên rồi đã thực tế là trải nghiệm và kiểm chứng là trong cái chép neo của bên chúng tôi là coi dây dẹp. Vâng, mình xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.
đã quan tâm và ủng hộ tới công ty điện máy Ruby của chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Thì anh em nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ kênh YouTube của điện máy Ruby của chúng tôi để tiếp tục mình theo dõi những cái dòng âm thanh của chúng tôi và những cái mặt hàng âm thanh sân khấu thiết bị chúng tôi sẽ giới thiệu tới cho quý vị và các bạn. Rồi, mình xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.